Thưởng thức hương vị độc nhất vô nhị của quán ngon trong ngày mưa se lạnh. Trời Sài Gòn thì đang nắng bỗng chốc đổ cơn mưa. Những cơn mưa đầu mùa dai dẳng từ ngày đến đêm khiến bạn ngại ra ngoài thưởng thức ẩm thực, ngăn bước chân của bạn đến với quán ngon. Nhưng đừng lo, hãy để đầu bếp của quán ngon mang đặc sản đến tận nhà phục vụ bạn nha. Mắt bạn bộ ba đặc sản nướng thơm lừng, nóng sốt không thể bỏ qua trong mùa mưa mát lành này. Đầu tiên là đặc sản đệ nhất heo tộc quay lui chặt nẹt. Món heo tộc quay với lớp da giòn rụm, màu vàng óng, thịt thì săn chắc, ngọt lanh. Khi kết hợp với rau rừng và chấm mắm tôm Thanh Hóa, hương vị càng thêm phần đặc biệt. Không chỉ vậy, lòng dồi hấp thơm ngon và nồi lẩu khoai sọ béo ngậy sẽ làm bạn khó lòng cưỡng lại. Thứ hai là đặc sản thỏ rừng lai nướng luôn mắm nhĩ. Thịt thỏ nướng thơm lừng, hòa quyện cùng vị đậm đà của mắm nhĩ nguyên chất. Xé một miếng thịt thỏ, cuốn cùng rau rừng, chấm chút muối ớt hột giả thì phải nói là cực phẩm, ngon ngất ngây, tinh thần sảng khoái. Và thứ ba là đặc sản vịt cỏ nướng luôn sa tế. Hương vị cay nồng của sa tế kết hợp cùng thịt vịt thơm ngon tạo nên một món ăn không thể cưỡng lại, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Chỉ cần ngửi thôi đã khiến bạn muốn thưởng thức ngay lập tức. Quán ngon đảm bảo các món nướng luôn được giữ nóng bởi than hồng trong lò đất suốt quá trình vận chuyển, giúp bạn thưởng thức món ăn trọn vị, thơm ngon, nóng hổi như thưởng thức tại nhà hàng. Và còn chần chờ gì nữa, chọn món ăn yêu thích và cùng gia đình tận hưởng hương vị đặc sản thơm ngon và không khí mát lành trong làn mưa đầu mùa ngay thôi.